Đạo Phật là có mặt trên địa cầu này hàng tỷ năm. Cả người giả vô cũng phải học Phật. Tất cả tam thiên đệ thí đều là học Đạo Phật. Cái thành tinh mà Kiệt nói là có 22 tỷ người đó, ngày xưa Kiệt sống ở đó đó, là họ cũng thờ Thượng Đế nha. Tại mấy vị nói hồi xưa Ngài bỏ lúc Ngài làm vua của hành tinh đó đó, là một là, nhưng mà họ 22 tỷ người mà họ là một quốc gia, chứ không phải như mình có 8 tỷ người mà mình mấy trăm quốc gia, rồi mấy trăm tiếng nói, rồi mấy gia là Mỹ Đen, rồi Mỹ, rồi Asian, rồi Mắc Hí, rồi không có, giống hệt nhau hết. Nó cũng có khác chút chút, nhưng mà họ thống nhất, họ đoàn kết. Cho nên một cái thủ lãnh của họ nói ra một tiếng thì họ nghe hết, họ không có đấu tranh nhiều như mình. Rồi trong này kinh Phật có nói trái đất này có hàng tỷ năm, mà trong khi bây giờ mình là 2023 năm, không có nghĩa lý gì hết, không có so với cái thời gian mà có quả địa cầu này cha thành lập, mẹ là Phật mẫu. Ngày xưa lúc mà 10 năm trước Kiều biết Kiều là thiên tử, cha hiện về ngày nào cũng buồn, đi làm về cái ngồi nhớ cha nhớ mẹ. Rồi cái cha mới nói thầy con muốn xuống đây, mấy ông anh ông gõ đầu ông nói bữa giờ xuống dưới trần chịu khổ đã chưa vậy, không còn chọc mình nữa không. Rồi cha thì cho biết lúc mà với mẹ thành lập cái quả địa cầu này á, lửa không à, nó không có cây, cũng không có biển, cũng không có sông, cũng không có gì hết. Thì lúc đó Phật mẫu mẹ mới khóc, thì mới thành cái nước cho chúng ta ngày hôm nay. Rồi cha mới quá phép ra, rồi mới có thú, có cây, có thế này thế nọ, mới thành lập cái quả địa cầu này. Thì song song á, ma quỷ á, nó cũng xuống phá nữa. Rồi cha mới đặt để những đứa con đầu tiên của cha xuống để mà sanh ra loài người. Thì từ đó tới ngày hôm nay trái đất mình bắt đầu mới có cái sự sinh sống. Rồi có một lần cha nói á, con hồi xưa cũng là thú, cái mình quán hồn có là con cha là thú. Ủa thời đó thú không thì con là thú chứ làm gì, thì phải dẫn mấy con thú, tại vì độ thú là phải làm thú. Cho nên chị cũng từng làm thú luôn, không có gì thú gì biết không, dinosaur. Sau khi mà mình hiểu được cái thân người này nó vô thường, người Kiệt tái sanh quá nhiều lần, nhiều kiếp và đủ dạng người, từ Ấn Độ cho tới Do Thái, rồi tới lập cái đạo này đạo kia để mà phục vụ cho triều đình thôi. Nghĩa là một tài tử chuyên viên về cái nghề của mình, về cái gì, đóng vai gì, thì xuống thế gian đóng vai đó. Đi thường là đi chung với Đức Thầy. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Trụ Dương, thời Câu Tiễn, và cho tới thời Cơ Xương, dài qua tới bên Tàu, giờ vô nước Việt cũng là đóng vai thôi. Chứ anh Kiệt này rất là bình thường, coi cái đời này rất là phù du. Có một cái bây giờ ngày nào mấy gì cũng về nói lấy ân báo oán, lấy ân báo oán. Tức nghĩa là Thánh Kiệt rất là thẳng. Mà bây giờ mấy ma quỷ nó làm hư nước Việt, thì khi một đi một cái nóc đoàn mà nó thay đổi, thì những cái người hải ngoại, mấy ông HO, và trong đó có nhóm của Kiệt, của Thượng Đế gửi xuống, có bắt mấy ông hiện bây giờ làm sai đi ở tù không? Có lấy tài sản họ không? Mấy gì không có trò, có công thức. Chứ nghĩa là không có được gây hận thù nữa. Về mặt đời thì cái nước Việt nó không có phát triển. Thì về mặt tâm linh á, họ cũng là những người đóng vai gọi là Bồ Tát nghịch, để mà xả cái tội cho cái trái đất này, xả cái tội cho nước Việt. Rồi sau đó nước Việt mới thành cường quốc. Cho nên trong tương lai là không có trả thù. Ở đây những cái hội đoàn cực đoan đó, giống như liên minh Việt Việt của ông Nguyễn Chánh gì mấy ông nội đó, sau này nó là khác. Cái thế giới mới Phật Thánh Tiên hạ phàm, không có do con người để mà điều khiển nữa.
Thì cho nên những cái lãnh đạo ngày hôm nay làm sai cả Bắc Trọng cái gì gì đó, sau này á, giỏi lắm là cho ông cầm quải cái bịch xăng gom nếu mà ông còn đi được, đánh gom ra chứ không có trả thù. Mấy vị không có nói cái vụ mà thù quán. Còn Việt Nam Cộng Hòa sau 75 chả có cờ, bị nhốt ngoài Bắc rất là khổ, ai cũng biết rồi. Thì bà Trân cũng cho thưởng công lại rồi, cho đi ra hải ngoại. Còn hơn bây giờ mấy ông đảng viên sang dưới thì sao, tỷ phú mà muốn qua cái thẻ xanh quốc tịch Mỹ đâu phải dễ đâu. Còn trong khi là mà lúc đó thời đó đi qua không có giấy tờ gì hết, không có visa, cũng chẳng có ai mà được Mỹ nó đón rước. Rồi sau đó đời con đời cháu tới hôm nay cháu ngoại cháu nội đều là nhân tài không, không bác sĩ gì cũng nha sĩ gì cũng master degree kỹ sư, đúng không? Là ở trên đã thưởng lại rồi, cho nên rất là công bằng, lực nhân quả. Tại mấy cái này á, ngồi nhiều lúc họp với bà Trân mấy gì giải thích hết. Còn bây giờ mà ai mà giống như nghĩ ồ Trung Cộng chia 5-7 thua Đài Loan, thua Mỹ, thua Nhật, thua Ấn Độ, bị quốc gia nó sẽ giống như xà lan vậy đó chìm, rồi cái chiếc xuồng con Việt Nam tự bơi, cái mấy ông nội HO này về mà làm tổng thống đại tam rồi, chuyện đó phải coi lại vậy. Dân ở trong nước cũng giật, thật sự là cái số lượng đông cũng vẫn là nắm quyền quốc gia. Đầu cái clip nãy mình giải thích đó, Putin đến nông nổi ngày hôm nay, Tập Cận Bình nông nổi hôm nay, nước Việt đi vào ngõ cụt đến ngày hôm nay. Kim Jong Un cái bụng đói á, giác cái hoa tiễn mà bắn giác là không nổi nữa sao đánh ai. Còn Cuba bây giờ cũng là muốn thay đổi rồi, thay đổi chế độ. Cơ vận nó sẽ đi chung hết khi tất cả những nước cộng sản thay đổi một lượt, không có phải là nước này hay nước kia. Và người Việt Nam á, 100 triệu bệnh vẫn là nắm chủ quyền nước Việt. Họ lúc đó họ sẽ dùng cái lá phiếu, và họ bất kể họ, giống như kiểu hồi xưa thời Xin Úc vậy đó, nước Miên vậy đó, Hun Sen vậy đó. Tây là Hun Sen là bị Trung Cộng ở Việt Nam dựng lên, đúng không? Bầu cử tự do ở Mỹ này, ai nhân tài cứ về, gọi là hội viên hồng là như thế. Còn hôm nay mà mấy lãnh đạo bển á, mà cứ nghĩ mình nắm ở ngồi vừa trước đó rồi mình tính kế hoạch cho năm 2030 rồi chuyện này chuyện nọ đó, mấy vị nói à? Con mà nghe tụi nó nói ngày mai nó chết, bữa nay nó cũng nói nó mạnh kiểu vậy. Hơi mệt nè, phải đang nói chuyện Phật cái hồi cũng lái ra chuyện đời ta, mà gắng tập trung Phật nha. Ok, đạo Phật có mặt trên quả địa cầu này hàng tỷ năm nhớ. Trước khi Phật Di Lặc ra đời thì có Kim Lịnh là số 8, bữa hổm có mang ở đây nè, thánh bài Kim Lịnh là 57, là cha ở trên đó, mấy vị kêu khắc mấy cái chữ trên đó, đó. Bữa nay không có mang ra không? Cái quả địa cầu này đã từng có 7 vị Phật ngự ở đây, mà thời xưa mỗi vị Phật ngự mấy chục nghìn năm, trăm nghìn năm. Vị thứ nhất là Tỳ Bà Thi Phật, vị thứ hai là Thi Khí Phật, vị thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật, vị thứ tư là Câu Lưu Tôn Phật, vị thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị thứ sáu là Ca Diếp Phật, vị thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Phật, là ở cái thế mình. Vị kế tiếp là số 8 là hết, sẽ 3.000 năm nữa là Di Lạc Tôn Phật sắp ra đời. Mà hiện bây giờ mấy ông thầy
mà cái đảng cộng sản dựng lên nó gọi là quốc danh nó không có tin, bây giờ là sắp sửa tin này là thiệt. Chỉ có chim bài số 8 hôm bữa hôm cầm ở đây nè, mà kia không phải là Phật Di Lặc nha quý vị, kia là number two. Phật Di Lặc là Đức Thầy á, là number one đó. Cái đạo Thiên Tâm có ở trên trời rồi. Cái chữ Di Lặc sau này để Đức Thầy sức Ngài sẽ giải thích, là một cái thời Di Lặc an cư lạc nghiệp vàng kim. Còn lập đạo chỉ có con của Thượng Đế lập thôi, ngoài ra không có vị nào mà có thể lập được. Bên cao đài tới ngày hôm nay vẫn chưa có giáo chủ thờ mắt. Đức Thầy cũng thờ ở trần già. Sau này Thiên Tâm là một cái tàu lớn sẽ đưa người vượt Thái Bình Dương đi luôn. Còn những cái đạo mà ra trước đó, là họ là giống như để mà cho cái thời mạt pháp này thôi á. Không ai mà ngang nhiên mà dám tự lập đạo được. Quý vị nên nhớ, tại lập đạo phải có ấn chứng của cha và hội đồng chư Phật và tất cả các gì Bồ Tát phải support, phải gia hộ. Một người mà hôm nay mà vẫn còn giống như chửi người đi, nói thẳng luôn đi, là kỳ cứu khi sao cứu họ. Nếu mà một người hiểu về tâm linh, đọc kinh điển, cả người Cộng giáo luôn nghe, họ không tin, nhưng mà họ phải suy nghĩ. Ở thế gian này không ai ngang nhiên mà lập cái đạo, không đại bỏ lòng mấy chục triệu người. Nếu không có hội đồng chư Phật, không có cha ấn chứng, không có Thiên Long Bát Bộ gia hộ, không có ngọc ấn và không có kim bài, chỉ có ba cái ngọc ấn bự như nè, bằng cẩm thạch. Một cái kiệt ấn vô để điện Thái Hoàng Thiên á, ai mà về bệnh sẽ thấy. Nếu không có cái ấn của kiệt ấn vô mà để vô tường á, là cái chỗ đó, đó là thiên ma nó cũng chiếm ngự cái chỗ đó. Cái chỗ đó cũng giống như là một cái Pentagon vậy đó, bộ chính trị của thế giới vô hình vậy đó. Việc đi đâu không phải chỉ bốn rồng mà rất là nhiều, bốn vị á thì là có sứ mệnh. Giống như nãy mấy vị bay bầu trời á, nãy ai cũng thấy á, trên núi á. Mục đích không phải là mình hoa khoan, mình ngã mạng. Tới cái độ này còn ngã mạng gì nữa. Cái thằng tỷ phú 4 năm trước lên đây á, cái thời đó là thời nhục nhất, mà cũng gán lên phố Hồ Sa nói, rồi gán lên nói, bị mấy người làm ăn, bị mấy nhân viên nó chửi, mà nó khúc chóp, nó bỏ, mày điên hả Kiệt. Bây giờ có chịu nổi mấy cái sốc đó không? Mà đã qua rồi, chỉ mục đích mong cuối cùng thức tỉnh, thấy dùng cái ngã mạng để đánh thức người ta thôi á. Mà có nhiều người vẫn chưa thức, chứ giờ mà làm cách nào nữa? Cơ trời mấy vị cho lộ, con bài đánh 5 cây, cây thứ nhất phải dở ra, con cứ dở ra đi. Chớ nóng nảy sân chi hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Đó là Đức Thầy nói tên của Kiệt. Vậy mà cũng bị mấy ông hòa hảo mà gọi là của Việt Cộng á, cực đoan á, cũng chửi mình. Cho nên cho Đức Thầy đã tính trước được cái ngày đó rồi. Phải để đón gốc dừa cho ông Châu Lan với ông gì gì, mấy ông đó đó, với ông Nghĩa ở đây nè, sao dây đó nè. Nhưng mà được mai phước là Kiệt từ bi xin giùm rồi. Họ cho ông lũi đầu vừa gốc chuối, gốc dừa tội nghiệp. Chúng sanh còn vô minh. Cái vô minh này mình phân tích rồi á, cái thằng ăn cướp giết người á, cũng không bằng vô minh mà đi phạm thượng á. Còn cái bọn tiên giáo hay là ma quỷ nó xuống đây để nó phá hoại, thì cái nhiệm vụ của nó, tại nó con ma rồi, nó đâu còn sợ gì nữa. Nó chấp nhận nó bị mất xác mất hồn, nó chấp nhận nó lãnh lương một tháng 3 triệu để đi chửi, mà không biết mình chửi cái gì, mình làm cái gì. Cái đó cái nghề để nó kiếm sống, vì trước mặt nó đang đói. Thì chúng ta sinh cái thành phần đó rất là nhiều á, thì mình cũng không có nói được, hiểu không? Tại khi con người nói có thật mới dịch được đạo, nghèo quá thì làm sao mà phải hiểu về tâm linh. Cho nên Thiên Tâm của mình hồi nãy có nói là mình phải hạnh phúc, mình phải học
có bằng cấp giỏi để mình giúp đời giúp người thân, và đồng thời mình cũng đừng có quên là mình đang sống suốt thế gian, chứ không phải mình sống mình chấp theo cái paycheck, cái cuộc sống hiện tại của mình. Thế gian là công giáo là thế gian hiền ở lành thập thiện, còn mình sống lẫn lộn trong cái cõi trần này, nhưng mà cái mục đích của mình là đi về sống xuất thế. Cũng giống như có một số comment nó chửi thằng Kiệt là tà là quỷ, cái dấu này là của thượng đế, mà thượng đế nào, nó là quỷ mà, trái tim của ta thì nằm dày mà nó để ngược. Trong khi mình đã giải thích trong cuốn kinh, cha đã nói bình đẳng và hướng thượng, cái dấu này là của thượng đế mà nó còn chửi như cái gì. Rồi cái trái tim của mình đúng ra là trong cái cơ thể mình gì? Là gì? Cha muốn nhắc nhở mình á, các con xuống trần bị nhiễm trần, lúc nào cũng phải sống hướng thượng, thì trái tim phải quay ngược về mới là hướng thượng, đúng không? Nhưng mà cái gì mà không có giống như thói đời là cứ bị nói, cái đó là gọi là địa ngục vô môn mà hữu khách tầm là như thế. Thiên đàng rộng mở mà chẳng ai đến. Cái trái tim đứng có nghĩa là nhắc nhở mình, ngày nào mình sống ở thế gian này, cái cõi ta bà khổ, quá khổ, mà mình hướng thượng thì mình lấy cái nguồn vui từ đó mỗi ngày mỗi phút. Ngồi thiền đọc kinh, dầu cho mình biết là mình bị thất nghiệp không có tiền, nhưng mình sống tiền tạng cũng không chết, nhưng mà mình có cha có mẹ, mình biết cái tương lai của mình sáng lạng. Đó là cõi trời hàng nghìn năm sung sướng. Đó là cái reward của mình, đó là cái paycheck của mình. Thì nếu mà ngày nào mình cũng hướng thượng với cái trái tim đứng lên, bảo đảm cái gì sẽ không bao giờ thấy khổ ở thế gian này. Tin chuyện đi, là khi mình bỏ cái xác phàm này, giống như mình đang ở tù quá, mình hiện giờ giống y như ở tù vậy. Mình hết cái mãn nhiệm tù này, bỏ lại hết đi về, thì cái đó là thật sự thiên tâm. Thiên là trời, tâm là Phật, đạo trời pháp Phật. Chỉ có pháp Phật mới treatment, mới thanh lọc được những cái mà sorrow, những cái mà depression của mình, những cái mà bị cảnh đời nó chi phối, gia đình, công việc, bạn bè. Chứ còn bên công giáo vô chủ nhật, ông cha ông đức ông nói bữa nào mà ông làm thơ hay á, thì là khen ông vỗ tay rồi đi về, đâu có tăng trưởng trí tuệ, cũng đâu có thanh lọc được gì, về nhà hai chồng cởi đồ đẹp ra vẫn quýnh lộn tiếp, vẫn ly dị tiếp. Mà trong khi vừa bước nhà thờ ngày xưa có ông cha đứng, Chúa đã phán là chúng con bất khả phân ly nha, nhưng mà bên kia ly dị quá trời luôn. Xưa Kiệt lấy Phật cũ của đạo ông giáo mà, trời ơi, ủa sao xưa bài thời hay quá bất khả phân ly, trời ơi, nó ly còn hơn là gì luôn á. Phải coi lại lời nói nó không bằng thực tế. Vị Phật Di Lặc là vị thứ 8 sẽ xuất hiện ở thế gian mình, và ngài đã xuất hiện, đã xuất thân nhưng mà chưa xuất hiện, mình phải nói vậy nha, có rồi mình chưa xuất hiện, bí mật. Ok, kế tiếp là chúng sanh ở dục giới có 12 loại: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhân là mình, Atula, tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đau xích thiên, quá tha quá tự tại thiên, quá tự tại thiên ma, thiên ma, thiên ma nó tầng trời thứ 2 thứ 12. Có nhiều người hỏi ủa nó là quỷ sao nó ở trên trời. Hey, quý vị có thấy mấy thằng mafia bên Ý không, với tòa thánh Vatican không, bây giờ nó không phạm tội, nó có, nó thiên ma nó cũng có phước nó ở trời đúng không, nhưng mà cái tâm nó không có lậu tận thông là từ bi như Phật, thì nó cũng được ở trời, nhưng mà nó làm sai nó cũng bị vô tù, là bị phạt á. Thì cho nên mình có nghĩ đừng nghĩ thiên ma địa ngục không có,
Bồ Tát xuống trần làm sai á cũng bị vô địa ngục á quý vị. Luật ở trên trời với luật thế gian giống nhau. Mình đây mình có mafia Ý thì trên kia thiên ma mình cũng giống vậy á. Cho nên ở Mỹ nó có cái đạo thờ thiên ma đó, thờ Satan đó, có cái sừng đó. Nó đâu phạm luật đâu. Đóng tài tử Hollywood nè, đẹp gái nhân tài rồi ca sĩ rồi không á. Nó thờ cho tôi nổi tiếng đi, rồi đến ngày tôi bỏ xác phàm này vua gai muốn lấy cái hồn tôi làm gì làm. Có đó. Tức là bán thân cho ma rồi đó.